mà nó chỉ các trang 5001 của tuyển dụng, tôi những người bạn đã chạy sẵn trong đó rồi. Hai bro đã chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Sẽ như thế nào nếu sô-cô-la kết hợp với phô mai? Mời các bro theo chân đầu bếp tụi ăn dụng tôi để tìm câu trả lời. Cách làm thì nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên mọi người bật nồi thật nóng để nấu tan hỗn hợp sữa tươi, một cacao và sô-cô-la. Nhớ khuấy thật là đều tay để mọi thứ tan vào nhau nha. Hỗn hợp của chúng ta đã ok la rồi á. Tắt bếp và nhấc nồi. Giây phút hồi hộp nhất đã đến. Cho phô mai sợi vào ly. Sau đó nhanh tay cho hỗn hợp sô-cô-la nóng vào. Phải thật nóng thì phô mai nó mới chảy ra được nha. Đợi phô mai chảy ra thì xong rồi á. Nhâm nhâm thôi nè. Yêu, ghê quá ghê luôn á. Phô mai thì mặn mặn, còn sữa thì nó có vị ngọt ngọt, lại thêm cái đắng đắng của sô-cô-la cacao. Mỗi thứ đi một đường, giống như tôi và Crush mãi đi trên hai con đường song song không bao giờ gặp nhau. Khúc kỹ cái phần nước mọi người sẽ thấy rất là mặn á, kiểu như sữa mà cho muối vô vậy á. Một cái thử nghiệm vô cùng táo bạo và nguy hiểm cho chiếc bụng béo ú của tôi nha. Cho thử nghiệm này âm điểm luôn. Dọn dẹp rồi đi ngủ đây, chứ tôi không thể nào uống tiếp được nữa nè. Hu hu, mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với trang Crane 001 của tụi ăn dụng tôi. Những người bạn đã chờ sẵn cho máy rồi. Hai bro này đã chờ lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Thành Thành, hôm nay tôi sẽ ăn sandwich. No no no, tiểu ăn dụng tôi không thể nào ăn món đơn giản như vậy được. Cho nên nhân vật chính hôm nay sẽ là lava toast. Bữa lúc tấp tấp thấy món này hiện lên xu hướng nhìn cũng hấp dẫn, nên làm ăn thử xem sao. Cách làm thì thấy cũng đơn giản, còn mà đơn giản thiệt hay không thì phải làm mới biết được nha. Đầu tiên thì tôi sẽ lấy một cái dĩa lòng sâu như vậy, rồi giờ cho một cái quả trứng vô. Tiếp đó thì sẽ là bột cacao. Do là tôi nướng 3 cái miếng bánh mì hôi nên là sẽ cho khoảng từ 20 đến 30g bột cacao. Còn mà mọi người làm nhiều hơn thì có thể cho nhiều hơn nha. Thêm một chút sữa tươi không đường. Rồi, giờ sẽ khuấy cái hỗn hợp này lên. Ai mà không có cái cây đánh trứng thì mình cũng có thể là xài cái nĩa như tôi nè. Hoặc là dùng đôi đũa cũng được, miễn sao là mình đánh đều là được. Giờ mình sẽ bắt sữa đặt lên từng lát sandwich. Trải đều lên sandwich. Rồi, giờ nhúng mấy cái lát bánh vào hỗn hợp cacao trứng sữa hồi nãy. Làm tới đây thì tôi thấy cũng khá là đơn giản. Không biết là cái công đoạn nấu nướng chiên xào có trục trặc gì không ta. Cho một ít bơ lạc vào chảo. Đợi khi mà bơ tan hết thì mình sẽ thả cái miếng bánh sandwich vô. Lưu ý là các bạn nên để lửa nhỏ nhỏ cho kịp thao tác, chứ nếu mà lửa lớn quá không có kịp chở là bánh khét lẹt luôn. Mà hả, bánh này rất là dễ khét luôn á, bởi vì nó đang có rất là nhiều trứng sữa rồi đường này kia á. À, mà mọi người nhớ là món này á thì mình áp chảo hai mặt, xong rồi mình còn áp chảo cả bốn cái phần viền bánh nữa nha. Tôi thấy được rồi á, tắt bếp và lên món ăn đêm thôi. Nhưng chưa xong đâu nha, bởi vì vẫn còn một thao tác nữa mới giống như là cái clip mẫu mà tôi coi. Đó là thêm whipping cream vào cái phần giữa của bánh và rắc thêm một ít bột cacao ăn cho đỡ ngán. Sẵn có sữa đặc thì tôi sẽ pha sữa nóng luôn. Không biết nó có hợp với cái bánh không nữa. Xong, giờ ăn thiệt nè. Oh no, sao tôi thấy trên mạng người ta cắt bánh ra thì cái phần whipping cream này nó sẽ chảy xuống như là thác nước vậy. Mà bánh của tôi sao nó lạ lắm. Hay là do cái phần cream tôi lựa không có đúng loại ta. Dù vậy thì bánh cũng vẫn ngon nha. Rất là mềm mịn, béo thơm. Vị ngọt của sữa đặc ở giữa mấy lát bánh hòa quyện với vị đắng của cái sốt cacao. Tổng thể thì nó rất là ăn rơ với nhau luôn. Fan của sô-cô-la với đồ ngọt thì nhất định phải thử món này một lần. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà cắt bỏ cái phần viền bánh thì nó sẽ còn ngon hơn nữa. Chắc là vì tôi không có thích ăn cái viền bánh. Phần là vì cái viền nó hơi khô, ăn hơi ngán, chứ nó không có được mềm, dai và gây nghiện như cái phần ở bên trong nha. Mấy bạn thích ăn viền bánh mì thì thử để lại xem ăn có bị khô như là tôi không. Rồi comment cho tôi biết nha. Ăn bánh này uống sữa nóng tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Bởi vì trong cái phòng đang lạnh nữa nên là cứ nghĩ mình đang ăn bánh uống sữa nóng ở Đà Lạt á. Cảm giác rất là chill. No nè rồi, mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với căn cứ anh em 001 của tuyển dụng tôi. Những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro này chờ lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Hôm nay tôi sẽ ăn kẹo cacao Jack Ovaltine. Bữa lúc TikTok thấy trai đẹp vợ Huy ăn nên là nay tôi cũng mua ăn thử. Do tò mò chứ không phải vì đẹp trai đâu nha. Mà thôi, tập trung chuyên môn nè.
Vị thì giống như nước uống, thơm mùi cacao và lúa mạch, lại giòn tan ngay trong miệng. À, tôi vừa nghĩ ra một món, giờ tôi sẽ mix em này với sữa chua và trái cây thử như thế nào. Tôi sẽ ăn sữa chua có đường, trái cây thì là táo, chuối với thanh long. Mới nói tới thôi mà tôi thèm quá trời thèm rồi, phải làm lẹ lẹ mới được. Ủa, quên mua thanh long rồi ha ha. Nên chỉ có táo với chuối thôi nha. Giờ thì cho nhân vật chính lên nào. Nhìn trái cây với sữa chua thì có vẻ healthy ghê ha. Nhâm nhâm thôi. Trái cây tô thì chắc là không còn xa lạ gì. Chuối với táo mà ăn với sữa chua thì ngon không phải bàn rồi. Với sữa chua thì tôi thích là ăn táo giòn hơn á. Phần kẹo rắc khá là vui miệng á, kiểu ngọt vừa hòa quyện với vị chua của sữa chua. Ôi, đúng là sự kết hợp đến từ vũ trụ. Trời nóng mà ăn một tô như này là cảm thấy mát mẻ liền. Tôi thấy món này thay cho bữa sáng cũng được luôn nha. Ai là nhân viên văn phòng hay đi trễ không kịp ăn sáng thì cũng có thể ăn thử món này nè. Ngoài mix với sữa chua như tôi ra thì tôi nghĩ là em nhặt rắc lên kem, bánh hoặc là uống sữa chắc là cũng thú vị á. Hoặc là sử dụng như một nguyên liệu trang trí trong các công thức làm bánh hay là pha chế nào đó. Để hôm nay tôi thử rồi review cho mọi người. Các bro mua ăn thử xem có thấy giống tôi không nha. Tôi đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với kênh Căng Đêm 001 của Trang Dụng. Tôi những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro này chờ lắm rồi đúng không, để xem hôm nay gì nào. Hôm nay tôi sẽ là ăn kem. Lần này là kem chè Thái và kem bánh banh pha vị sô-cô-la. Hai vị này có vẻ hơi chán ngang. Ăn chung không biết có bị đau bụng không ta. Mà thôi, nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá. Tôi sẽ ăn kem chè Thái trước. Mới xé cái vỏ ra thôi mà tôi đã nghe mùi sầu riêng nồng nặc rồi. Để tôi ăn xem vị như thế nào. Nếu ai ghiền chè Thái thì đây chính là chân ái. Vì nó kiểu như một ly chè Thái chính hiệu luôn á. Bên trong có đủ topping từ thạch trái cây đến xương xa hạt lựu nữa nè. Vị sầu riêng thì nồng ở trong miệng. Mặc dù kem để tủ đông nhưng mà vẫn giữ được độ giòn dai của thạch dừa non nha. Cắn một miếng thôi mà cứ muốn ăn hoài, ăn hoài. Đúng là một siêu phẩm ăn vặt hai trong một. Tôi nghĩ là tôi thích ăn kem hơn là ăn một ly chè thiệt. Tôi khá là kén ăn chè á, có nhiều chỗ chè siêu siêu ngọt luôn. Mạnh tay cho em này 9 điểm nha. Kem bánh banh ta này, tôi có cảm giác nó cứ chảy chảy sao á. Oh no, sao mà chảy dữ vậy nè. Tôi lấy cái dĩa đựng mới được, chứ cái mệt quá dơ rồi. Cắp rồi lại tôi chút. Tôi đã quay trở lại rồi đây, phải ăn lẹ thôi. Lớp bánh mềm, mịn tan ngay trong miệng luôn. Kem thì không bị quá ngọt hay là quá ngấy. Có một chút nhân nhẫn của sô-cô-la nữa. Hình như em này còn có vị cookie. Hôm nào tôi sẽ mua ăn thử. Do em này dạng bánh nên là tôi ăn thấy hơi ngán ngán. Cho 7 điểm thôi nha. Ăn xong, tôi dọn dẹp rồi kéo mền kéo gối đây. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mình đến với Căng Căng Đêm 001 của tụi ăn dụng túi. Người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro này đã chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay ăn gì nào. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến rồi. Khoe cho mọi người cây thông năm nay của tôi. Ai còn nhớ chiếc clip năm ngoái tôi tự trang trí cây thông không? Ai chưa xem thì nhìn góc phải, tôi sẽ để link trên đó nha. Cái đèn trang trí ánh sáng hơi yếu á. Để tôi tắt đèn thử xem. Ôi là trời, tôi tưởng là sẽ lung linh lắm chứ. Ai mà có dè ha. Để hưởng không khí Giáng sinh, năm nay tôi ra chia coffee mua một em bánh tuần lọc và một chai full litty banana cotta. Này là phiên bản Giáng sinh nè. Lấy hộp cây chiếc bánh lên cho cao nha. Giờ thì uống miếng trà sữa. Em full litty này là món ruột của tôi mỗi lần uống chi á. Vị thơm thơm béo béo mà vẫn đậm vị trà. Độ ngọt thì điều chỉnh được. Giảm ngọt uống vẫn ngon lành. Và banana cotta hơi khó lấy nên là tôi đổ ra ly luôn cho tiện. Để tôi thử ăn miếng bánh xem sao. Bánh gì khó lấy dữ vậy trời. Tôi xin phép dùng tay để lấy bánh nha. Đôi tay này đã rửa sạch sẽ, các rổ cứ yên tâm yên tâm. Cấu tạo của bánh lạ ghê. Lớp sô-cô-la bên ngoài tôi nghĩ là có gelatin, nên ăn có vẻ hơi dẻo dẻo mà cũng mềm mềm. Kiểu nó ở giữa giữa, không quá mềm nhưng mà cũng không quá dai. Phần bánh bông lan bên trong không bị khô, ok la. Một sự kết hợp khá thú vị ha. Lần đầu tiên tôi thử một món bánh như này. Banana cotta này cũng dễ ăn, mềm mịn và tan trong miệng. Có một chút béo béo của phô mai. Cũng khá hợp với trà sữa nhưng mà cũng không wow lắm. Giáng sinh năm nay của mọi người như thế nào? Có được ông già Noel tặng món quà yêu thích không? Comment bên dưới cho tôi biết nha. Tôi năm nay bận quá nên là không có kịp gửi thứ cho ông già Noel. Nhưng mà hy vọng năm nay ông cũng sẽ cho tôi một tấm bồ.
Còn nếu như mà không được thì mọi người hãy like share cho video của tôi để xua đi nỗi buồn này. Giờ thì dọn dẹp đi ngủ thôi. Mọi người ngủ ngon. Bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn vụng tôi nha.